một thế hệ tiếp nối sẽ lên đây, thưa quý vị, cũng giống như các em trong ban hợp ca Ngàn Khơi. Em chỉ mới 12 tuổi thôi, vì Diễm được biết là con trai cưng của ca sĩ Thúy Anh. Thưa quý vị, em không những là hát, nói, dành tiếng Việt, mà ngày hôm nay sẽ gửi đến chúng ta một màn văn nghệ, thưa quý vị, một dân ca quan họ Bắc Ninh. Bài hát được mang tên Cây Trúc Sinh. Chào đón bé Đức Khang. Ôi giời đất ơi, hôm nay bà con cô bác đi hội gì mà đông vậy ta? Ở bên đây người thì mặc áo trắng, ở bên kia người thì mặc áo đỏ, còn tút ở dưới đó đó, người thì lại mặc áo tím, còn tôi lý tuyết thì lại mặc áo xanh và đội khăn xanh. Bà con cô bác có thấy lý tuyết cái bảnh dài không? Lý tuyết chỉ hỏi như vậy thôi mà, chứ lý tuyết biết là mình rất là bảnh dài. Thôi bây giờ lý tuyết đi hội nhé. Sinh tang tình là cây trúc mọng qua lối
lỗ